Theo dòng thời sự vẫn là tin tức liên quan đến dịch Covid-19. Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh tại địa bàn thành phố Cần Thơ đã giảm đáng kể, số người xuất viện cũng tăng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp do vẫn liên tục phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên phạm vi toàn thành phố từ 0 giờ ngày 8 tháng 9 đến 0 giờ ngày 18 tháng 9. Quyết định này được thông tin vào chiều ngày 7 tháng 9 vừa qua. Chính quyền thành phố Cần Thơ yêu cầu các cấp ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tăng cường kiểm tra xử lý ngay các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch. Phải đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống người dân thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm kế hoạch xét nghiệm trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ, nhằm kịp thời tìm và đưa F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất. Ngoài ra, khẩn trương xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh dịch vụ ở một số ngành lĩnh vực địa bàn có lộ trình, trong đó ưu tiên khởi động lại hoạt động xây dựng các công trình dự án đầu tư công trọng điểm, sản xuất nông nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp cung ứng lương thực thực phẩm. Các quận huyện gồm Ô Môn, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh được yêu cầu chậm nhất đến ngày 15 tháng 9 kiểm soát được tình hình dịch bệnh và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng thực hiện chỉ thị 15. Tương tự, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt đến ngày 17 tháng 9 phải kiểm soát tốt dịch bệnh và báo cáo để trình xem xét áp dụng chỉ thị 15 dần trở về trạng thái bình thường mới.